Thì cái bộ túi nhún 50 này đi với cái nắp chóp inox 304 như thế này này. Đây này, cái này gọi là inox 304 nhá Còn cái này là nắp chóp nhựa. Khi mà mình sử dụng cái loại nắp chóp nhựa như thế này là cái cây đóng nắp chóp này là mình không cần phải điều chỉnh. Mình chỉ đưa vào như thế này là mình bắt đầu mình đóng vào cây được rồi. Đó, còn sử dụng cái phiên bản mà nắp chóp inox 304 này là mình, đây này, như thế này. Đó, thì là cái, cái cây đóng nắp chóp này là mình là phải cải tiến nhá phải sửa nhé bên công ty là nó sản xuất ra là nó tỷ lệ tỷ lệ chính xác của nó 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 không có cao lắm đó nó chỉ chính xác tầm cỡ 90 phần trăm ở cái cây đóng nắp chóp này này đây để em sẽ chỉ cho các bác là cách ta xử lý làm sao là mình khi mà mình à, mua cái bộ thiết bị à, nhún nhún 50 đi với nắp chóp inox 304 này là mình à, mài cái cây đóng nắp chóp này làm sao cho là nó nó để mình làm được các bác không mài, mài mà không chuẩn là không làm được đâu, không đóng được đâu, đóng nó không ngọt đâu. Đây là nguyên bản của cái, cái cây đóng nắp chóp nhé. Cái đây là cái nắp chóp này đưa vào đây, này, các bác nhìn thấy nha, nhìn kỹ nha. Đấy, như cái cây đóng nắp chóp này là nó, cái phần uh, bên ngoài này này, đó cái phần uh, dìa mép này là nó hơi cao, cho nên là mình đóng ấy, mình khi mà mình đóng nắp chóp này vào là cái nắp, nắp chóp này là nó không vào sâu được trong cái, không vào sâu đúng cái cỡ cái cữ của nó là nó dễ bị uh, khi mà mình rút ra là mình uh, rút rút uh, rút rút ra bơm khí là nó hay bị bay cái nắp chóp này ra đó đây này như thế này như cái cây đóng nắp chóp này là mình phải mài lại nhá đó thì em sẽ hướng dẫn cách mài làm sao cho nó chuẩn nhất đó cái này nó hơi bị non nhá đúng ra nó phải đến gần đến cái vai như thế này đấy nên vai như thế này mới là đúng vai đằng trong nắp chóp này này, đó, viền này này, à, nhớ thế cái 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 mép nắp chóp này nó phải nằm ở ngay chỗ này nhá, đúng như thế này thì đóng thì là nó mới cái cái cái, cái, cái khoen inox này này, cái vành này nó mới vào để tối đa nó mới ngậm được cái nắp chóp. Rồi đây em sẽ hướng dẫn mài làm sao để nó tương thích này. Mài cái nhựa này thì là nó đơn giản thôi nó không có gì là nhiều là mình mài vào cái nền xi măng nó nhám nhám như thế này này, đó mài là nó đi mà đây mài như thế này vừa mài vừa để ý nhé mài phải nó đều không nghĩa là mài được tí không nghĩa là mình cắm một cái laptop của mình thử xem nó đến đã đến vai chưa nó chưa đến thì mình mài tiếp đó mài vừa đủ tới thôi đừng có mài quá lố đi đấy. À, gần được rồi đấy thêm tí nữa như thế này là được rồi này đây đó bắt đầu mài cái, cái nhựa này nó thấp xuống cái chỗ cây đóng nắp chóp nó thấp xuống ấy. thì bắt đầu đến vai đó đây thả xuống này như thế này là mình đóng vào cái da cây ấy là nó mới dính được chặt nhé đó. rồi bây giờ em sẽ thử đóng cho các bác xem đây em sẽ đóng hai cái phiên bản nắp chóp nắp chóp inox 304 và nắp chóp nhựa lỗ vừa đây là nắp, nắp chóp nhựa lỗ vừa là mình không cần phải mài cây đóng nắp chóp mình đưa phát vào như thế này là đóng thôi đó đóng ngập là được đấy còn cái nắp chóp inox 304 này là mình phải mài đi nó tương thích rồi xong nó đưa vào cái này mình đóng này đó đóng phát là nó ngập hết vào như thế này nó phải đạt tiêu chuẩn nắp chóp là nó phải như thế này rồi xong cái đó mình mới gắn cái đấy gắn cái nắp chóp à, gắn, gắn cái túi vào bơm khí là gắn phát vào là được rồi bây chị em sẽ cho các bác xem chi tiết rồi đó đây nhá thì đây là hai cái phiên bản nắp chóp thì đây các bác xem đó đóng là nó phải được như thế này nhìn bên cạnh như thế này nhá nó nó không bị lồi ra nhá đó, nắp chóp là nó phải được phẳng lì y như thế này này cái độ uh, chéo của nó ấy, như thế này là vào đến cái da cây luôn mình mài cái cây đóng nắp chóp mà được như thế đóng ở cây mà thấy được nó như thế là là đạt, đạt tiêu chuẩn còn thấy là cái 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 nhìn vẫn còn thấy cái vành khoen inox ở đây ấy thì là là là, là không được như thế là cây cây đóng nắp chóp là đã bị bị chưa đạt tiêu chuẩn đấy đó là phải mài cái cây đó nó cho lại như lúc nãy em hướng dẫn ấy. đó nó như thế này nhìn này là quá đẹp luôn nhìn này là thoải mái cả tháng trời nó mới bung mới mới đẩy ra cây nó mới đẩy cái, cái nắp chóp này ra còn cái nắp chóp nhựa này thì đơn giản rồi cứ thế mà táng phát một là cứ ngập cái này là được đó còn cái nhược điểm của cái nắp chóp nhựa này này là nó như thế này này nha các bác làm là phải biết làm nhé đây này đó như thế này nha đây này khi mà mình à, bơm khí ấy bơm khí ấy, mình, mình xoáy vào như thế này ấy là cái nắp chóp nhựa này nó làm ở cái phần gốc này nó hơi bị to to hơn to hơn so với cái loại nắp chóp này ừ. thì khi mà mình ở, ở đây nó lại bé này rồi sau nghĩa là mình cắm như thế này ấy mình cắm vào cái lỡ tay ấy mình cắm sâu quá cắm vào cái gốc này, này. thì là nó bị uh, tét ở cái chỗ này ra nhá chỗ nhựa này này nó gây hỏng túi hỏng túi rất nhiều thì cái 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 loại laptop này là mình biết dùng mà là mình chỉ có cắm sơ sơ này nó ký được, được rồi đừng có cắm sâu quá cắm sâu quá là nó tét ở cái cái, cái chỗ này ra đấy này, này. đó ở cái miệng túi nhún này và cái nắp chóp inox 304 này là nó lại không sao đó thoải mái mình cắm kiểu gì nó không, không không tét cái miệng thì cái cơ bản là như thế thì các bác cứ cố gắng làm theo nhớ là phải làm đúng bài thì là nó khi mới đạt cái sự hiệu quả cao